Thưa quý vị, theo Ủy ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, vào sáng ngày 18 tháng 8 vừa qua, thì một số phụ huynh phản ánh tại căn nhà số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn thì có một nhóm phụ nữ tiến hành lấy máu hàng loạt học sinh không rõ mục đích. Mỗi người đến lấy mẫu xét nghiệm thì sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng. Nếu rủ thêm được người khác sẽ nhận thêm 25.000 đồng mỗi người. Và đặc biệt, khi ra điểm lấy máu thì không được mặc quần áo đồng phục học sinh. Chính những yêu cầu này của nhóm người lạ mặt đã khiến cho phụ huynh cũng như dư luận vô cùng hoang mang lo lắng cho sự an toàn của con em mình. Vâng, cùng với đó thì là những băn khoăn về công tác quản lý hoạt động của các nhóm cộng đồng xét nghiệm HIV. Quý vị cùng theo dõi cụ thể ý kiến của cư dân mạng ngay sau đây. Kết quả xác minh ban đầu, những người lấy máu cho các cháu học sinh là thành viên của nhóm tự lực Bông Hồng Đen, gồm 6 thành viên đều nhiễm HIV, có văn phòng tại số 44 Nguyễn Hữu Cầu, Đồ Sơn. Tại căn nhà được nhóm người trên thuê làm văn phòng hoạt động, cơ quan chức năng phát hiện có 12 học sinh, trong đó có 4 học sinh nữ đang ở phía trong và được nhóm người trên tư vấn lấy mẫu xét nghiệm HIV. Bên ngoài, 8 học sinh dưới 16 tuổi đang chờ. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, rất nhiều phụ huynh và cư dân mạng đã bày tỏ sự lo ngại, yêu cầu cần xác minh làm rõ hoạt động của nhóm Bông Hồng Đen. Thật sự hoang mang khi mà nhóm đã lấy hàng trăm mẫu máu của học sinh mà không ai biết. Điều đáng sợ nhất là quy trình lấy mẫu máu được nhóm này thực hiện trái phép, nếu không đảm bảo sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh cho các cháu. Thực hiện xét nghiệm cho hàng trăm người mà không báo cáo xin phép, dù là tổ chức nào cũng cần tuân thủ quy định pháp luật. Cần làm rõ các hoạt động của nhóm được triển khai theo dự án nào, nguồn gốc chất lượng của các bộ test nhanh, tình hình triển khai xét nghiệm cho các học sinh, hình thức lấy mẫu xét nghiệm bằng mẫu máu hay mẫu dịch họng, đánh giá việc tuân thủ quy định về xét nghiệm HIV tại cộng đồng theo hướng dẫn. Qua thu giữ cuốn sổ của nhóm Bông Hồng Đen cho thấy, từ tháng 4 đến nay, số lượng người lấy máu xét nghiệm HIV lên tới hơn 200 trường hợp, có ghi tên nhưng không lưu tuổi. Theo thông tin ban đầu, nhiều trường hợp là thiếu niên dưới 16 tuổi tham gia hoạt động này. Trước lo ngại của người dân, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Đại diện Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, nhóm Bông Hồng Đen là tổ chức hoạt động từ năm 2011 trong các dự án của quốc gia về phòng chống HIV/AIDS. Việc nhóm tổ chức tự xét nghiệm HIV tại cộng đồng được thực hiện theo các nguồn của dự án phòng chống HIV/AIDS. Hoạt động test nhanh của HIV ở ngoài cộng đồng của nhóm Bông Hồng Đen là bình thường. Tuy nhiên, việc nhóm này test nhanh HIV đối với học sinh là sai đối tượng. Thấy an tâm hơn khi Cục Phòng chống HIV/AIDS khẳng định bộ test nhanh bằng cách lấy máu đầu ngón tay chỉ sử dụng được một lần duy nhất, không có nguy cơ lây nhiễm. Nguy cơ phơi nhiễm, lây nhiễm là không có. Vấn đề chúng tôi lo lắng là các cháu học sinh có được tư vấn đầy đủ chính xác hay không. May là không có điều gì đáng tiếc xảy ra, nhưng đây cũng là bài học để nhà trường, gia đình quản lý hướng dẫn con em mình tốt hơn trong việc tự bảo vệ bản thân. Nhóm Bông Hồng Đen cho biết họ được thành lập để thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người sử dụng ma túy trẻ, các vấn đề về sức khỏe sinh sản trong độ tuổi từ 16 đến 24. Tuy nhiên, việc lấy mẫu không báo cáo là không đúng quy định. Dư luận cho rằng cần tăng cường việc quản lý và chấn chỉnh các hoạt động của nhóm cộng đồng triển khai hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Theo quyết định 2674 của Bộ Y tế, ban hành năm 2018 về hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV, việc xét nghiệm sàng lọc HIV tại cộng đồng, tôi mong tất cả các tổ chức đều phải thực hiện nghiêm. Không phải ai muốn thành lập cũng được và phải thực hiện đúng quy định, phải có giấy phép với đầy đủ chức năng phạm vi hoạt động và báo cáo chính quyền địa phương. Việc truyền thông tư vấn cho người dưới 15 tuổi có nguy cơ cao thuộc nhóm quan hệ tình dục đồng giới MSM về nguy cơ lây nhiễm HIV và cần xét nghiệm HIV rất quan trọng, cần phải làm càng sớm càng tốt. Nhưng việc tư vấn cần phải giúp trẻ bộc lộ trẻ là MSM, thuyết phục cha mẹ đồng ý để trẻ được xét nghiệm. Ngoài việc xử lý hành vi tự ý lấy máu của học sinh để xét nghiệm của nhóm người trên, chính quyền Hải Phòng đã giao các cơ quan công an điều tra xác minh xem có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không, nếu có sẽ xử lý nghiêm. Vụ việc nhóm Bông Hồng Đen là một hồi chuông cảnh báo về việc quản lý hoạt động của các hội nhóm cộng đồng để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.